cái làng nọ có một cái vườn cây của một người nhà giàu, mà đặc biệt trong cái vườn cây đó có cái cây bằng lăng, cái gốc nó to, mà ở dưới gốc thì nó bọng, cho nên ở dưới cái gốc có bọng thì có hai con rắn nó làm ổ trong đó. Ở trên cái tàn cây bằng lăng thì có cái ổ ong. Và thế thì ông mà ông dò dẻ nữa, thì hôm nọ ông dò dẻ mới thấy hai vợ chồng chú rắn ở trong cái hang đó. Thì vợ chồng của ông dò dẻ xuống mới nói với vợ chồng rắn chú hổ, rắn hổ thế này: tức là anh chị ở dưới này nguy hiểm quá, tụi em thấy, bởi vì ở trong cái hang này thì không khéo rồi mấy thằng chăn bò nó tới nó đào hang nó bắt về nó nấu cháo cái là tiêu, thì tụi em ngại quá cho nên xuống bàn với anh với chị nên tìm cái chỗ khác mà nương náu thì nó bảo đảm hơn. Thế thì cái anh rắn chồng nó nói thế này: chú em khỏi lo, chú em mày nghe tao trình bày đây, ai mà tới gần tao thôi là tao phun nọc phù mình, gần thôi chứ còn chưa chưa sáp lá cà nha, còn hãy mà tới sáp lá cà tao cắn cái là rào đồ, tức là cái nào cũng nghe dữ hết rồi, tức là chưa tới đó thì phun nọc phù mình, mà còn hãy tới gần thì cắn trào đòn. Thế thì hai vợ chồng ông dò dẻ ra thì bay về không ý kiến gì hết. Thế như vậy thì thôi bảo đảm quá rồi. Thì đâu một thời gian cũng nửa tháng tuần gì đó, thế thì cái ông nông dân ông xách cái mác, ông xách giỏ tới ông đào nắm hai cổ hai vợ chồng bỏ cái giỏ, cũng không thấy phun phù mình, cũng không thấy cắn trào đòn gì trời. Thế thì hai vợ chồng ông vừa vẽ ở trên ổ mới thấy vậy mới bàn tính, bây giờ lâm nguy bất cứu mạc anh hùng, cùng ở là cái cây, nhưng mà người ta ở dưới gốc mình ở trên ngọn, bây giờ ta lâm nạn mà mình không cứu người ta thì đâu phải là anh hùng. Thôi bây giờ anh em mình đến cứu vợ chồng anh rắn hổ làm phước, là nó ráp nhau mấy con ong xuống đớp cái ông nông dân đó qua trời qua đất. Thôi bỏ vỏ bỏ mát gì đó, lăn cò lăn bò chạy hết hồn hết xíu đau quá. Thế thì hú hồn hai vợ chồng rắn mới bò ra được, nhờ tao quăng vỏ đó mới bò ra, chúng tôi sao bò, tức là chạy tán mạng, chạy mất hồn chiều tối rồi mới bò về chung vô hang. Sáng sớm thì vợ chồng anh ông dò dẻ xuống mới mới phân bua, cũng chúc mừng. Thế thì vợ chồng em xuống thăm vợ chồng anh chị mới vừa lâm nạn xong, may quá, chứ nếu mà không thì chắc bữa nay là vợ chồng anh chị chắc mạng vong quá. Thế thì hai vợ chồng rắn hổ buồn hiu không nói gì trơn. Hôm đó thì nói nghe dữ dằn là bữa nay làm thinh không nói gì hết. Rồi cuối cùng hết thì vợ chồng anh ông dò dẻ mới nói thế này: tức là hôm qua đó anh chị nói nghe dữ tợn quá ha, đứa nào lợi gần tao rồi tao phun nọc phù mình, đứa nào mà tới gần tao tao cắn trào đòn. Sao không thấy cắn trào đòn mà cũng không thấy phun phù mình gì hết, vậy là lời nói của anh thua cái đích tôi. Vậy cái đích của ông có cây kim á, cho nên nhờ cái đích đó mà
cái ông nông dân đó ông chạy bán mạng, ông bỏ thì dao rửa vỏ mát gì đó tứ tung hết rồi, vợ chồng mới là bò ra được, không có cái đích ra tiêu rồi. Thế thì hòa thượng kể xong rồi tụi tôi cười, cũng vui lắm. Hòa thượng hỏi chứ thì mấy chú biết cái nội dung của cái mẫu chuyện đó không? Tôi nói dạ con biết, mà biết hơi hơi vậy thôi. Hòa thượng nói đâu chú nói cái đại ý cái câu chuyện tôi kể ra nghe. Bởi vì quý ngài lớn thì thường thường kể cái chuyện gì cũng có cái ngụ ý trong đó hết, dạy mình, chứ không phải là cái chuyện đó cười không thôi. Đồng ý cười nhưng mà trong đó cái nội dung trong đó dạy mình cái bài học gì đó. Thì hai huynh đệ tôi mới khều khều, tôi thì lý lắc lắm, cái gì tôi nói cũng được hết trơn, dở trật thì tôi nói được hết trơn à. Hai huynh nó khều khều, tôi mới nói dạ, bạch hòa thượng thì theo con hiểu thì ý thế này, tức là ở đời nó mình đừng nói nhiều quá, mà nói nó lỡ lời hốt lại không có được. Hòa thượng nói ờ đúng đó, tức là mình nói mình phải chừa lại một chút, thấy không, mình nói quá đi rồi khi mà nó lỡ rồi mình hốt lại không được. Cho nên hai vợ chồng rắn hổ quê quá, nghe vợ chồng anh ông dò dẻ mà phân bua rồi cái tự quê, thấy mình quê. Đó là cái kỷ niệm mà hòa thượng kể cho anh em tụi tôi nghe tại Việt Nam Quốc Tự trong cái bữa ăn trưa đó. Thì bây giờ thì chúng ta bắt đầu để đi vào cái đề giảng hôm nay. Thì hôm nay chúng tôi giảng cho quý vị cái đề là sống hạnh phúc, chết an vui. Tôi nghĩ rằng cái bài pháp này thì ai cũng phải cần, bởi vì ai không sống mà ai không chết. Thì bây giờ chúng ta sống thì chúng ta nghĩ đến cái ngày mai chúng ta chết, nhưng mà chết làm sao và sống làm sao đúng với cái tinh thần của nhà Phật và Phật dạy cho chúng ta, thì tăng ni chúng ta cũng phải sống cũng phải chết. Có người họ nói với tôi thế này, họ nói tu mà cũng chết nữa, tu mà cũng bệnh nữa. Tôi mới nói tu mà không chết không bệnh họ dành họ tu hết trơn, tụi tôi đương mà tu được. Mấy người già giàu họ dành họ tu hết trơn. Tu mà cũng chết, tu mà cũng bệnh. Nói như vậy tức là nói để xã giao chơi vậy thôi, nó không có trúng trật gì cái đạo lý cả. Bây giờ chúng tôi trình bày để quý vị hiểu thêm. Sống hạnh phúc, bây giờ chúng ta bàn cái sống hạnh phúc trước cái đã. Thì thưa quý vị, nói hạnh phúc thì ai nói cũng được cả. Đi ra ngoài đường mình thấy cái là đám cưới cái trăm năm hạnh phúc, trăm năm hạnh phúc cùng đường ở trên, từ Vũng Tàu tôi về đây quá trời quá đất, trăm năm hạnh phúc mà đâu có trăm năm đâu, vài ba bữa rồi cũng là ly dị, rồi cũng là chia con, rồi cũng nhiều chuyện lắm, không có tới trăm năm nữa. Nhưng mà nói trăm năm hạnh phúc. Bây giờ chúng ta mới xác định hạnh phúc là cái gì. Tức là hạnh phúc là một cái may mắn nó sẽ đến với cá nhân của người nào đó, gọi là hạnh phúc. Ví dụ như cái ông đó ông nghèo quá, ông đi làm thuê làm mướn cực khổ, cái tự nhiên cái ông trúng tờ giấy số 50 triệu, tức là ông hạnh phúc chứ gì. Rồi ai cũng tới chúc mừng này kia khác nọ, hạnh phúc tức là cái may mắn nó đến với cá nhân của người nào đó thì người đó được hưởng cái hạnh phúc. Thì bây giờ nói là cái hạnh phúc mà người ta chúc tụng cho nhau ở ngoài xã hội đó gọi là hạnh phúc lứa đôi. Thì cha mẹ sanh con ra lớn lên, ước mong của cha mẹ là cái gì? Tức là định vợ gả chồng cho con, đâu đó nó đường hoàng rồi cha mẹ chết cũng an tâm. Thì như vậy cái ngày mà
làm đám cưới cho con hay là gả chồng cho con là hạnh phúc chứ gì. Phải nói là cha mẹ hạnh phúc trước cái đã. Tức là cha mẹ được ăn miếng trầu, cha mẹ được uống ly rượu là vì con của mình nó trưởng thành mà gả cưới đàng hoàng, nở mặt nở mày với thiên hạ, với chòm xóm. Đó là hạnh phúc. Rồi cái cặp vợ chồng trẻ này thương nhau, hiểu nhau gì đó, rồi tâm đầu ý hiệp sống với nhau, vậy là hạnh phúc. Tức là trước hết là chúng ta nói cái cha mẹ hạnh phúc trước. Còn cha mẹ mà thiếu hạnh phúc thì tôi giảng hạ ở ngoài thành phố Vũng Tàu. Thế thì cái giờ giải lao 15 phút rồi mới học tiếp. Thì có cái bà Phật tử đó, bà tới bà nói với tôi thế này. Bà nói: thưa thầy, con đi nghe pháp mà con đi lén đó thầy. Tôi nói: đi nghe pháp đâu phải đi ăn trộm đâu, lén. Thì mình cứ đường đường chính chính mình đi chứ làm gì lén. Bà nói: thưa thầy, con nhục quá. Bắt đầu nói nhục quá là nước mắt xuống rồi đó. Nước mắt hai hàng nó rơi xuống rồi. Tôi hiểu được một phần nào, nhưng mà vì đèn nhà ai nấy sáng mà hiểu thôi chứ làm sao rốt ráo được. Tôi để rồi bà trình bày hết cho tôi nghe. Tôi hỏi: chắc khổ lắm mà. Bà này gật đầu. Bà nói: thưa thầy, mấy người bạn ở trong xóm con của họ ai cũng học hành tới nơi tới chốn hết, cũng thành tài, cũng có học vị cao hết, còn con của con không ra gì trơn. Mà con nói cho thầy biết là gia đình ông bà, ông vợ, ông già chồng, mẹ chồng con để lại cái tài sản rất là lớn, mà con có hai đứa, đứa trai đứa gái. Thế thì thằng con trai này 36 tuổi mà không có nghề nghiệp gì trời, đi đâu không biết, bỏ nhà nó đi. Rồi 10 ngày nó về cũng có, nửa tháng nó về cũng có khi là không về mà nhờ bạn nó mang thơ về để con đưa tiền. Đưa 20 triệu, 15 triệu mà con không biết nó làm cái gì. Thì thưa thầy, con là Phật tử mà con đưa tiền cho nó làm cái gì con hiểu thì con mới an tâm. Còn con đưa tiền cho nó mà con không biết nó làm cái gì, nó làm ác thì sao? Cho nên con phân vân quá, con không đưa. Thế là nó xách dao về nó dí ông nhà con thì đau tim, mà thấy nó về là ổng đứng tim, ổng chở đi bệnh viện cấp cứu. Đó là thằng con trai đó thầy. Cái đứa con gái cũng vậy, học lớp 7 rồi bỏ học. Năm nay là 27, 28 tuổi rồi, cũng không có nghề nghiệp gì hết, đi đâu không biết. Rồi cũng 5 bữa về, 10 bữa về, nó má cho con tiền trả nợ, con mắc nợ nhiêu, 10 triệu, 15 triệu mà con không biết nó làm cái gì. Nó mắc nợ mà làm. Con mới nói rằng con làm cái gì, con nợ của ai, con cho mẹ biết, con dẫn mẹ tới đó, mẹ biết được việc làm của con là mẹ cho. Mẹ không có keo kiết gì với tụi con cả, nhưng mà ngặt vì mẹ không hiểu con làm cái việc đó là làm cái việc gì. Rồi mẹ đưa tiền, thế thì đau khổ vô cùng. Như vậy là cha mẹ đâu có hạnh phúc, không có hạnh phúc gì hết. Mặc dù sống trên một đống tiền thì cổ mới nói rằng tiền cha mẹ chồng con gửi trong ngân hàng Pháp Á đó, một tháng 30 triệu tiền lời, mà hai đứa con nó hư cỡ đó đó. Như vậy là cũng không có gả được, cũng không có mua được, cũng không có cưới được, cũng không ăn được miếng trầu, cũng không được uống được miếng rượu. Thế thì nhục với chòm xóm, nhục với mọi người chung quanh, thế thì không có hạnh phúc. Thế thì cái hạnh phúc của thế gian, của người đời có chứ không phải là không. Mình không phủ nhận cái việc đó được.
Nhưng mà cái hạnh phúc đó nó tạm bợ thế thôi, một giai đoạn nào đó thôi, chứ nó không thể gọi là vĩnh viễn được. Tức là ta lấy đồng tiền để ta cân với cái hạnh phúc của con người thì không đúng lắm, không đúng lắm. Em tôi kể chuyện này quý vị nghe có hạnh phúc hay không, lấy đồng tiền mà cân. Tức là ông này ổng làm cái gì đó không biết mà tiền nhiều lắm, tiền nhiều lắm, có vợ có con đường hoàng. Thế bây giờ ông mới cặp một cái cô gái ở miền Tây đó, 17 tuổi, mua cho cái nhà 600 triệu. Thế thì hạnh phúc quá rồi chứ gì nữa. Mười mấy tuổi đầu thôi thì mà được một cái nhà cái trị giá là 600 triệu như thế thì hạnh phúc quá. Đó, quý vị lớn tuổi rồi, quý vị làm có dư cái chừng tiền đó không? Không có. Thế thì bà vợ lớn, bà hay được, bà biết được, bà tới bà nói với cái cô đó, chị cho em thêm 400 triệu nữa, tức là 1 tỷ. Giờ tiền gì mà nói chuyện giống như lá cây à. Nhưng mà chị khuyên em là buông tha chồng chị đi, ở tù nha em, chết nha em, không có hạnh phúc gì đâu. Cô gái này mới suy nghĩ rằng bà vợ lớn bà biết được cái ổ rồi thì trước sau bà cũng quậy, bà không có để yên đâu. Cho nên cái cô gái này mới mướn người ta giết bà vợ lớn giá 30 triệu. Thế thì mấy cái người này tuy họ làm thuê làm mướn nhưng mà họ cũng còn có một chút gì đó. Họ nói cái cô này tàn ác quá, đã người ta tốt như vậy, người ta cho thêm tiền, người ta không ghen, người ta không động đậy gì hết, mà bây giờ muốn giết người ta là sao? Thế thì họ đến họ báo cho bà vợ lớn biết rằng cô ấy mướn tụi tôi giết chị 30 triệu. Bà vợ lớn bà tức mình, bà bỏ ra 50 triệu bà mướn giết lại. Thế là họ không giết nhưng mà họ cắt hết mấy cái gân, 2 tháng sau mới chết. Thế là đâu có hạnh phúc quý vị. Nếu chúng ta đem đồng tiền để cân mà nói rằng con người có tiền có hạnh phúc thì chưa hẳn là có hạnh phúc. Bây giờ Đức Phật dạy chúng ta cái hạnh phúc của Phật, Phật dạy chúng ta gọi là chân hạnh phúc. Chúng ta sống ở cuộc đời này, thưa quý vị, ăn mặc ngủ nghỉ đó là cái chuyện tối cần thiết của con người. Nếu con người không ăn không mặc không ở, tức là không ai khổ cũng không ai tội tình gì do cái ăn. Từ cái ăn này mà con người phải tìm kế này cách nọ để có tiền, để có của, rồi phục vụ cho cái ăn. Để quý vị thấy, mình ăn mà còn dư lại cái mình biểu con cháu bưng, có tủ lạnh thì bưng bỏ tủ lạnh cất chiều ăn. Có phải không nè? Ngày mai ăn, có tủ lũ lạnh đó mà, ngày mốt ăn, ông hết tuần sau ăn. Thế thì chúng ta nuôi cái con vật ở trong nhà này, nó đói, nó la, nó đòi ăn dữ dằn lắm. Nhưng mà ăn no xong rồi nó ủi cái máng đi, bỏ đi, không bao giờ nó giữ hết. Thế thì ta mới nói miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Gan mà lộn lên đầu thì quý vị nghĩ là có lý không? Không bao giờ có lý hết. Tôi nghĩ rằng hồi xưa mà tôi đọc đến cái câu đó, tôi nói ông bà mình nói cái chuyện gì kỳ cục. Gan ở trong bụng, trong ruột, sao lộn gan lên đầu, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Lộn thiệt đó quý vị. Lộn thiệt chứ không phải là nói chuyện giỡn đâu. Thế thì hai vợ chồng là bác sĩ hết nha quý vị. Học thức đó, trí thức nữa đó. Người em ở bên Mỹ về nói với người anh thế này, bố
nói với em là bố muốn về Việt Nam, bố không muốn gửi xương gửi nạc ở bên đó xứ lạ quê người. Mà em thì Việt Kiều, sao về mua nhà mua đất được. Thôi em ra tiền anh chị mua nhà mua đất dùm để đi. Em đưa bố về Việt Nam sống vài năm rồi bố qua đời. Thế thì vợ chồng ông bác sĩ nói được thì cái chuyện đó tốt thôi. Tao là anh mày, ông nói tao không làm được việc đó sao. Thế là người em mới mang tiền về đưa cho ông anh mua nhà mua đất, để bà vợ đứng tên hết. Rồi xong hết rồi mấy ông em mới dẫn ông bố ở bên Mỹ về. Thì bà chị dâu mới nói nhà của ai mà chú dẫn vô đây. Thế thì nhà của tôi, giấy tờ tất cả tôi đứng hết mà. Thế thì bây giờ ông em không biết là bị lừa rồi. Thế thì mình đâu có giấy tờ gì đâu. Đến cái cơ quan mới trình bày cái việc đó cho cơ quan, thì cơ quan người ta nói rằng cái nội tình đó thì tôi biết, nhưng mà về mặt giấy tờ thì chúng tôi không xử được. Thôi cái chuyện nội bộ. Ông em mới dẫn ông bố vô lại vợ chồng ông anh cả ba lại, rồi dẫn ông bố về Mỹ, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Thế thì đâu có hạnh phúc đâu. Cho nên cái hạnh phúc của nhà Phật, Đức Phật dạy chúng ta đó, là trong cuộc sống này ta phải học cái đạo tri túc. Được cái đạo tri túc ta mới có hạnh phúc. Còn không học được cái đạo tri túc này là có tiền bao nhiêu chúng ta vẫn khổ bao nhiêu. Tri túc có nghĩa là biết đủ. Trong kinh Phật dạy, tri túc chi nhân, tuy ngọa địa thượng du như an lạc. Bất tri túc chi nhân, tuy đắc thiên đường tâm bất xứng ý. Có nghĩa là người biết đủ thì dù có nếm mật nằm gai cũng vẫn thấy an lạc, vẫn thấy vui vẻ. Nếm mật nằm gai, mật là mật gấu á, chứ không phải mật ong. Mật ong thì làm một lít cũng có sao hết trơn. Tức là nếm mật nằm gai. Thôi thì gai mình không biết làm sao, bữa nào thì quý vị lấy cái vỏ sầu riêng á, rồi quý vị để lên cái chiếc chiếu rồi quý vị nằm thử. Thì quý vị biết đá vàng, quý vị biết gai thì mình chưa biết nó sao, nhưng mà cái vỏ sầu riêng thì mình biết rồi. Nếm mật nằm gai, nhưng người đó vẫn thấy an lạc, vẫn thấy đầy đủ. Còn cái người không biết đủ thì dù cho họ ở thiên đường, họ vẫn bất mãn, không dự ý. Vì Đức Phật nói cái bài kinh đó, cái lời kinh đó là Đức Phật nhắm vào cái lòng tham của con người. Hễ khi mà chúng ta khởi lên cái lòng tham là chúng ta không có hạnh phúc. Chứ không phải là chúng ta có nhiều tiền. Cho nên cái chân hạnh phúc của đạo Phật là người Phật tử sống với đạo tri túc, tức là biết mình, biết người trong cuộc sống này thì ta có hạnh phúc ngay. Tôi nói thế này để quý vị thấy. Có cái bà già đó, bà bán cơm rượu xôi giò, nuôi hai đứa cháu ngoại, ba mẹ nó bị tai nạn giao thông chết hết. Thì một ngày bà bán đó, tôi hỏi thì bà nói rằng hôm nào trời nắng ráo tốt thì lời được 30.000. Còn cái hôm nào trời mưa mà thời tiết xấu đó thì 15-20 ngàn thôi. Mà nuôi cả hai đứa cháu ở thành phố, than củi tất cả mọi điều phải mua hết. Nhưng khi mà giáo hội nhà chùa có cái công tác từ thiện xã hội mà vận động bà thì bà ủng hộ cao nhất. Cao nhất, cao theo bà chứ không phải cao theo người ta. Thì tôi mới thắc mắc, tôi mới hỏi, thì bà trả lời thế này: thưa thầy,
tôi vẫn biết số tiền này để cho cháu tôi ăn, lo cho cháu tôi cái mặc, tôi biết. Nhưng mà chúng nó ăn mặc vừa phải thôi, để dành lại đó mình làm việc phước, để dành số tiền thừa lại mình giúp người có ít hơn là ăn với mặc. Thưa quý vị, tôi cảm động quá. Đó là một bài thuyết pháp sống động nhất, rất là quý. Tức là người ta lo cái ăn, người ta lo cái mặc, chỉ vì cái ăn cái mặc mà người ta quên đi đạo lý, người ta mất đi cái nhân cách của con người. Còn bà lão này cũng lo cho cháu ăn mặc nhưng vừa đủ thôi. Thế thì bà lão này học đạo tri túc, cho nên cuộc sống của bà lão và hai đứa cháu có hạnh phúc rõ ràng, có hạnh phúc rõ ràng. So với những người khác, cái lợi nhuận hàng tháng, cái lợi nhuận trong gia đình cao hơn mà gia đình không được yên ổn, nội tình không được êm ấm, mà ngược lại cái người già cả làm lụng, cái lợi nhuận không là bao, nhưng mà biết giữ đạo tri túc, biết đủ, thì cuộc sống của bà với hai đứa cháu vẫn thấy an lạc, vẫn thấy tốt đẹp. Khi bà qua đời, tôi đích thân đến để tẩn liệm và hộ niệm cầu siêu cho bà, rất là tốt. Bà còn để lại một số tiền cho cháu, dành dụm để dành lo hậu sự cho bà. Mà cái đời sống vật chất của bà thì so với người khác thì phải nói là thiếu thốn vô cùng, nhưng bà biết giữ đạo tri túc. Tôi chứng minh điều đó, và tôi thấy rằng đó là người có hạnh phúc, vì người đó không có lòng tham. Mà người có lòng tham, càng tham nhiều thì người đó mất hạnh phúc nhiều. Cho nên đối với người Phật tử thì Đức Phật dạy chúng ta là phải hạn chế. Hạn chế cái gì? Hạn chế về cái sinh hoạt, đời sống vật chất. Nếu không có cơm gạo thì chúng ta không thể sống được, không có tiền chúng ta không thể sống được. Nhưng mà chúng ta đừng nói tất cả vì tiền là sai. Có tiền mới sống. Cuộc sống này có tiền, có cơm, có gạo mới sống được. Nhưng chúng ta đừng nói tất cả vì tiền là không không đúng. Tại sao? Vì cuộc đời của Đức Phật sinh ra là trong triều đình giàu có, quyền tước sang trọng, ăn trên ngồi trước, ngài không thiếu gì cả, là một hoàng tử. Nếu ngài nhận rằng đó là hạnh phúc thì ngài đâu bỏ cung vàng điện ngọc để đi tầm đạo. Đó là hạnh phúc. Nhưng Thái tử Tất Đạt Đa nhìn được, nhận được, không phải là hạnh phúc, là một cái cuộc sống duyên hợp, cái này cái khác, cái nọ cái kia, trao đổi với nhau, làm duyên với nhau trong cuộc sống này tạm bợ, nó không phải là chân hạnh phúc. Cho nên Thái tử quyết định ra đi. Sự ra đi của Thái tử không phải là người thiếu ăn mà đi, không phải người cần miếng ăn mà đi, mà Thái tử ra đi để ta tìm một con đường siêu việt hơn, tìm một chân lý sáng ngời hơn. Đó là con đường giác ngộ. Tôi nhớ tối đêm hôm đó,
Thái tử quyết định rời khỏi thành Ca Tỳ La Vệ. Với cái tình cảm giữa ngài và công chúa Gia Du Đà La và La Hầu La chắc chắn phải có tình cảm, vì ngài là con người phải có tình cảm. Cho nên thái tử vào phòng để thăm lần cuối cùng công chúa Gia Du Đà La và con của ngài còn đang trong giấc ngủ. Thái tử nói: hỡi thế giới đau thương, hỡi cuộc đời đang sầu khổ, vì các ngươi mà ta phải bỏ tuổi trẻ măng tơ, bỏ cả ngày vàng đêm ngọc, gỡ bàn tay bám víu của người vợ hiền và xa lánh đứa con thơ còn nằm trong bụng mẹ. Hỡi sơn hà xã tắc, hiền thê và hoàng thượng, hãy ráng chờ đợi sự chia ly này đến ngày ta tìm ra ánh đạo. Đó là chân hạnh phúc của Đức Phật, chứ không phải vợ đẹp con thơ, không phải quyền tước, không phải nhiều tiền trong cung vua Tịnh Phạn mà thái tử có hạnh phúc. Ngày hôm nay trên toàn thế giới nói chung và Phật tử Việt Nam chúng ta nói riêng và tại chùa Giác Nguyên này, chúng ta may mắn lắm, chúng ta hạnh phúc lắm, chúng ta hữu duyên lắm. Cho nên chúng ta được làm thân con người, chúng ta gặp được Tam Bảo, thầy lành bạn tốt, ta nghe được giáo pháp của Đức Phật là một điều sung sướng vô cùng, một cái hạnh phúc mà Đức Phật dành cho chúng ta. Chúng ta hữu duyên với Phật, chúng ta mới ngồi đây, chúng ta gặp Phật, chúng ta nghe được pháp, quý vị có hạnh phúc rồi. Nhưng quý vị cố gắng giữ làm sao cái hạnh phúc này mãi mãi trong cuộc sống của chúng ta. Đừng tham lam, đừng ích kỷ, hẹp hòi, đừng cố chấp, đừng tàn bạo, sát hại lẫn nhau. Quý vị cố giữ giùm. Nếu quý vị làm được những điều Phật dạy đó, tức là quý vị có hạnh phúc ngay trong cuộc đời này. Tôi có anh bạn học với tôi hồi xưa, anh em xa cách lâu lắm, thì anh có hai đứa con. Cái đứa con đầu, rồi tới mười mấy năm sau mới có đứa con nữa, cưng dữ lắm. Cục vàng sao là đứa con ảnh vậy đó. Thế mà cái thằng con ảnh nó lớn rồi, không biết hai cha con có cái gì đó, bất hòa với nhau chuyện gì đó. Hai cha con không nói chuyện với nhau 3 năm. Đấy, cha ở nhà trên, con ở nhà dưới, con ở nhà dưới, cha ở nhà trên. Mà nhà quê đó, hai bồ lúa dí hai bên nhà, xe cộ rồi tất cả mọi cái phương tiện sống trong gia đình đầy đủ hết, nghĩa là không giàu hơn ai, nhưng mà đối với nhà nông cũng là bậc trung lưu, nhưng mà khổ lắm. Bữa đó tôi về, anh mới gặp tôi ở cái đám, tôi đưa cái đám tang đi về quê, anh gặp tôi, anh mới tâm sự đó. Anh nói tôi không biết ai tôi tâm sự hết, tôi lâu quá tôi gặp ông tôi tâm sự, tôi khổ quá ông ơi. Tôi nói anh mà khổ cái gì, ruộng đất rồi nhà cửa có hai đứa con đó này, cái gì đâu khổ. Người ta đạp xích lô, người ta bán vé số, người ta bán cà rem, người ta chưa than mà anh cái gì đâu than. Anh nói không phải, tôi không khổ vì tiền bạc mà tôi khổ vì thằng con tôi. 3 năm nay tôi không nói với nó, tôi không nói với nó. Tôi nói thôi tôi biết rồi, thôi bây giờ anh làm cái kế hoạch nhỏ thôi coi được không, tôi chỉ anh làm thôi coi được không. Thì hôm nào mà chị nấu cơm rồi dọn lên bàn rồi, rồi anh lên bàn ăn cơm, bởi vì có mình cha con không, thì đứa lớn nó đi làm rồi, rồi anh mới kêu con anh nó vô nó ăn cơm chung với anh trong cái bàn đó, anh làm thử coi được không.
Anh nói không, 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 không bao giờ tôi làm. Tôi thề bất cộng đái thiên. Thì anh thề thì thôi chứ sao vậy? Con anh mà anh không kêu nó bằng con, anh kêu nó bằng gì? Không bao giờ, anh nói dứt khoát không bao giờ. Thôi, mình bày cái cách đó để hàng gắn lại mà tao nghe thì thôi chứ giờ mình đâu có quyền hạn gì bắt buộc. À, thế là về suy nghĩ sau đó cũng có mấy tháng nằm gác tay lên trán trăn trở rồi cái phải cái quấy cái này đủ thứ chuyện. À, thế thì chiều hôm nọ chị mới nấu cơm chứ dọn lên bàn. Thằng con anh nó vá xe đạp ở ngoài cái hiên nhà đó, tay chân dầu nhớ không. Anh lên mâm cơm rồi anh nói Dũng, bỏ đây rửa tay vô ăn cơm với ba con. À, thế là cái thằng con nó mừng quá. Bởi vì ba năm nay không nghe nó kêu bằng con gì hết trơn, mà nó cũng không kêu ba nữa. Gặp mặt nhau hầm 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 đi thôi. Thế thì nó mừng quá, nó để nguyên cái tay nó vô, nó ôm cổ, nó hung ổng. Thế thì con đợi bố nhiêu đó mà ba năm nay. Thế thì có hạnh phúc lại. Tự nhiên có hạnh phúc đó, đó. Bởi vì ta sống mà ta không hiểu, ta không chịu nghe, cho nên cái khổ nó đến với ta là ta chấp nhất thế thôi. Ở trên đời này chỉ có cái chấp là nặng nhất. Người tu mà chấp thì đọa địa ngục. Cái này là Phật nói rõ ràng, tu mà chấp. Còn người đời chấp là khổ. Thế thì chấp là khổ chứ có gì đâu. Còn hãy chúng ta xuất gia mà chúng ta chấp là chúng ta đọa địa ngục. Thiền tông cũng dạy chúng ta tháo gút, có phải không? Kinh Lăng Lăng Nghiêm vậy đó, tháo gút. Bữa nay mình tháo cái gút, mai mình tháo cái gút, mình có 6 cái gút là 6 căn đó. Thế thì hết mấy cái gút này tức là thanh tịnh thì chúng ta chứng được lục thông. Rõ ràng chứ có gì đâu. Cho nên đừng sợ rằng chúng ta tu chúng ta không có thần thông, mình cứ hơi lo ngại cái chuyện đó lắm. Thì quý thầy quý cô đừng có ngại. Hãy 6 căn thanh tịnh thì 6 thông hiển bài, chứ không có gì trong hết trơn. Bởi vì nó bích, hiện bây giờ nó bích rồi nè, nó không có thông. Mình thông cái 6 căn này thì 6 căn mình thông được thì lục thông hiển bài, để chúng ta chấp nhất. Cho nên đối với cuộc sống mà chúng ta học được giáo lý của Phật Đà, chúng ta bớt tham lam, bớt đi cố chấp, bớt đi giận hờn, bớt đi sân si là chúng ta có hạnh phúc ngay. Tôi đi cứu trợ ở trên huyện Lạc Dương ở Đà Lạt đó. Thì tôi về ghé Trúc Lâm thăm Hòa Thượng Thanh Từ. Vì thầy Thanh Từ là thầy giáo thọ dạy tôi hồi xưa ở Huệ Nghiêm. Đi có mấy bà Phật tử nữa, mấy bà mấy suối tôi nói, thầy vô thầy thưa Hòa Thượng, Hòa Thượng nói vài điều Phật Pháp cho tụi con nghe đi. Tôi nói ờ suối gì cái đó được không sao, tôi vô tôi thưa cho. Tôi vô tôi thưa thì Hòa Thượng hứa khả, tôi mới nói mấy bà vô. Hòa Thượng ngồi trên ghế mây đó, mấy bà ngồi sát cái ghế, nghĩa là Hòa Thượng rờ là đụng à. Ngồi mà thấy cái kiểu nịnh nữa đó, tức là ngồi sát vô chứ ngồi xa xa đó cũng chưa chịu nữa. Thế thì Hòa Thượng bắt đầu, Hòa Thượng mới nói bữa nay mấy bà đi Đà Lạt về ghé thăm tôi và cũng muốn tôi có mấy lời để mà khuyến tấn nhắc nhở cái đường tu của quý bà, thì tôi rất quan hỷ. Bây giờ tôi hỏi quý bà có ham tu không? Bà nào cũng nói ham, nói lớn gì lắm. Nói ham tu nó lớn gì lắm. Đăng chi? Đăng Hòa Thượng khen chứ chi. Chứ tới đây mà nó không ham tu rồi nói sao được. Hòa Thượng nó ham tu để tôi chỉ cho tu. Bây giờ trong tâm của mỗi bà đó là có bà nào cũng có 3 con rắn hết. Con rắn hổ lửa, con rắn hổ mang, con rắn hổ đất, 3 con. Là con nào cũng dữ dằn hết. Thôi bây giờ đó mấy bà ráng tu cái năm này nha. Năm này bởi vì mới 20 tháng giêng hả? Cái năm này đó mấy bà tu sao mà cho tới ăn Tết rồi trừ khử được con rắn hổ lửa. Rồi có 2 con thì tôi lên tôi chỉ tu tiếp.
được không? Cái mấy bà mới ngồi xê ra hết trơn, xê lần lần ra trơn, không ngồi gần nữa mà xê ra. Hòa thượng hỏi chứ rắn hổ lửa biết gì không? Là cái tâm sân hận của chúng ta. Như vậy là chúng ta nuôi con rắn ở trong tâm nó để làm sao chúng ta được hạnh phúc. Sáng cái mình giận một chập à, cái rồi trưa trưa gần ăn cơm cái giận chập nữa, cái rồi chiều chiều cái ngủ giấc về giận chập nữa, tối hờn mát, thế thì hạnh phúc ở chỗ nào? À, cho nên Đức Khổng Phu Tử dạy đó, đơn giản. Phật thì dạy nó hơi tế nhị chút, cho còn Đức Khổng Phu Tử dạy đơn giản. Hàm huyết phúng nhân tiên ô tự khẩu, ngậm máu phun người trước dơ miệng mình. Đâu bữa nào quý vị làm thử coi, đi chợ mua gì đó rồi về cái mình giận ai cái mình phun họ thử coi. Tức là tới họ chưa thì chưa biết, nhưng mà trước hết là cái miệng của chúng ta dơ cái này. Ngậm máu phun người trước dơ miệng mình. Hàm uyết phúng nhân tiên ô tự khẩu, thánh hiền dạy chúng ta đó rồi. Cho nên từ những cái lời dạy ngắn gọn đó, không cần gì cầu kỳ cả, mà chúng ta đem cái lời dạy của thánh hiền đó ta áp dụng vào trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta thấy có hạnh phúc ngay. Tôi nói thế này, ở trong chùa quý vị nghe nha, quý vị tưởng đâu ở trong chùa chắc quý thầy cũng sung sướng lắm. Phật tử nói trời, tụi con thấy thầy, tụi con thầy khỏe quá, tụi con mệt thiệt là mệt. Tôi hỏi mệt gì? Nào chồng, nào con, nào tiền, nào của, nào nhà, nào cửa, ôi cho đủ thứ chuyện hết. Thầy khỏe quá, thầy thông thả thung dung. Chưa chắc, chưa chắc. Bây giờ tôi kể chuyện chùa cho quý vị nghe. Khuya chúng họ không dậy đi tụng kinh, thì đúng ra 4 giờ họ dậy họ đi tụng kinh. Bữa đó rồi tôi nghe được kiển đổ rồi đó, không ai dậy nữa. Thế bây giờ cái vị trụ trì làm cách sao? Dậy rồi xách cây xách hèo rồi chạy cùng hết tá lả âm binh, rượt chú này rượt chú kia, làm rùm hết trơn. Tức mình không đi tụng kinh, có phải không nè? Như vậy là thầy trụ trì có hạnh phúc không? Đâu có hạnh phúc gì đâu. Cái chuyện tụng kinh, cái chuyện niệm Phật là cái chuyện của mọi người tu hành. Đâu mắc mớ gì thì vị trụ trì. Họ không tụng thì mình xách y mình đi tụng, thế thôi, đâu có chuyện gì đâu. Không có giận hờn gì hết. Đằng này đó họ không đi tụng kinh là họ không có phước rồi. Giờ thầy trụ trì giận hờn sân si, xách gậy xách hèo được cùng hết trơn. Nó dạy gì mình làm chuyện đó cho mình đọa địa ngục. Như vậy là thấy cũng khổ đó chứ ha. Đâu có sung sướng gì đâu. Rồi bây giờ đó là nói điệu chúng, bây giờ nói bổn đạo. Bổn đạo. Tức là chùa mà nhiều bổn đạo đó, thì Đức Phật nói là sao quý vị biết không? Cái cây cổ thụ mà chim muông nó về nó làm ổ rất là nhiều, thì coi chừng cái nạn gãy cành rụng lá. Tức là cái tàn cây đó, rồi chim nó về, bởi vì cái tàn đó nó mát, nó có cái điều kiện, nó đủ phương tiện, cho nên chim muông về làm ổ cùng cái cây đó hết, thì cái cây đó gãy cành, cái cây đó bị rụng lá. Đó là Đức Phật dạy. Thì bổn đạo thì thưa quý vị, có nhiều hạng bổn đạo lắm. Bổn đạo mà trung kiên gọi là thuận thành á, thì thưa quý vị, cái chùa lớn, không biết Giác Nguyên mấy người, cho tôi có 2 người rưỡi à. Bị cái bà đó bà què, tôi tính có nửa người thôi. Được hai, có 2 người rưỡi thôi. Còn bổn đạo mà cảm tình á, lễ Du Lan tôi 4 người về, 4.000 người về ăn cơm, tức là tôi mua 2.000 cái dĩa mà tôi đãi 2 chập là 4.000 người, thiếu đi mua bún nữa. Đó là bổn đạo cảm tình. Cảm tình thì đông lắm, nhưng mà thuận thành thì có 2 người rưỡi thôi.
Rồi cái bổn đạo thứ ba đó là cái bổn đạo ham vui, cái bổn đạo xu hướng. Ôi trời, cái bổn đạo này mệt lắm, mệt thầy trụ trì dữ lắm. Không có đơn giản. Tôi vừa làm pháp sư, tôi vừa làm trụ trì, tôi có kinh nghiệm. Cho nên quý vị mà mở khóa huấn luyện trụ trì mời tôi dạy là chắc ăn. Bởi vì tôi sống từ hồi 12 tuổi cho đến bây giờ ở trong chùa, chùa làng tôi cũng có ở, chùa nhà giàu tôi cũng có ở, chùa bổn tộc tôi cũng có ở, chùa hội tôi cũng ở, chùa nào tôi cũng ở, rừng tôi biết hết, chùa nào tôi cũng biết hết. Biết hết. Nè. Thế thì cái bà bổn đạo đó như thế này thưa quý vị. Có cái bà bổn đạo đó, bà đến cái ngôi chùa đó nghèo lắm, thầy trụ trì là giáo hội mới cử về, bà qua bà thăm. Bà thấy nồi niêu son chảo gì thiếu hết, bà về bà mua, bà chở về một ghe máy đủ hết, không thiếu gì hết. Ồ, thầy trụ trì mừng quá. Nay mình gặp quế nhân độ mạng rồi, tức là về lãnh cái chùa mà nó chén bát không có không gì hết trơn, mà bà bổn đạo đó phải mua, phải chở về một ghe, thầy ông mừng, thầy trò tôi cười tôi quá trời quá đất. À, thế thì đầu năm cúng sao, bà gửi danh sách cho thầy trụ trì cúng sao. Thầy trụ trì quên đọc cái danh sách của nhà bà trước, bà đem đồ máy bà chở về sạch hết trơn, không còn cái gì hết. Tôi làm pháp sư không nói láo. Nhưng mà giấu tên chút thôi nó mít lòng hết chưa. Tức là bà đem bà chở hết, đó là bổn đạo. Chỉ quên đọc cái danh sách cúng sao cho gia đình bà thôi, phải đọc trước. À, thì bà giận cái bà đem ghe qua bà chở hết nồi niêu son chảo gì về trời. Đó là bổn đạo. Cho nên chúng tôi nói chúng ta muốn có hạnh phúc là chúng ta trang bị cho mình một cái tâm, trang bị cho mình cái tâm, chứ còn chúng tôi không đặt vấn đề tiền, mà cái tâm. Cái tâm của mình sống giữa xã hội này, giữa mọi người, với tất cả chung quanh chúng ta, mà chúng ta bớt đi cái lòng tham, bớt thôi. Chứ còn nó hết thì thưa quý vị, chứng quả A-la-hớn là mới diệt được cái thô thôi, chứ cái tế cũng chưa diệt được cái thô đó. Cái căn bản phiền não mà diệt được cái thô chứ cái tế chưa diệt được. Thì phàm phu chúng ta mà nói rằng tôi hết tham thì nói không đúng, bớt thôi. Quý vị sẽ bớt lòng tham, lòng ích kỷ, thù hằn, tật đố là quý vị có hạnh phúc ngay trên cuộc. Hạnh phúc. Bây giờ cái việc làm của chúng ta ở trên cuộc đời này chúng ta làm cách nào để cho cái cuộc sống này, chứ còn nếu sống mà không làm gì hết thì cái sống này nó vô vị quá. Cho nên có những người tức là cũng sống như mọi người nhưng mà không làm ích lợi gì cho xã hội, ngay cả bản thân của họ cũng không làm được gì, thì như vậy người đó không có hạnh phúc. Cho nên chúng ta có ăn có mặc là chúng ta suy nghĩ thế này: đời trước ta có bố thí, cho nên đời này ta có cơm ăn có áo mặc, ta nên dành dụm cái ăn mặc hiện tại này, ta làm cái việc phước thiện. Để chi? Để mai hậu ta có ta ăn được. Chứ còn bây giờ mình ỷ, mình có tiền rồi mình ăn mình xài, mình không cần ai hết, mà không nghĩ ai hết, mình cũng không thấy ai hết, thì thưa quý vị, ăn rồi hết, đời sau ta khổ. Đức Phật dạy cái bố thí mấy trường hợp sau đây: đời nay ta bố thí mà ta không khuyên người khác bố thí, thì đời sau ta trở lên ta làm người ta giàu có, mà ta ở chung với những người chung quanh nghèo hết. Thưa quý vị, khổ lắm. Người giàu mà ở chung với người nghèo là khổ. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật nói là bần khổ đa oán, hoành kiết ác duyên. Trong kinh Phật nói rõ ràng,
tôi không thêm bớt lời nào hết. Cho nên cái người giàu họ ở chung với cái người nghèo, người nghèo họ đã sẵn có cái mặc cảm rồi, họ ghét rồi. Hoành kiết ác duyên, chữ hoành tức là ngang, tung hoành, chữ hoành là ngang, tức là họ mang một cái mặc cảm, họ mang cái oán hận họ một cách vô lý. Rồi người giàu thì họ sợ là người nghèo đến chia sẻ tài sản của họ, họ sợ lắm. Cho nên nuôi chó mấy con, rồi dặn ở nhà, coi như ai tới nói bố không có ở nhà, họ sợ lắm, không xứng ích gì hết. Cho nên có cái hai vợ chồng đó đến chỗ tôi đó mua một cái đất, miếng đất rồi cất một cái villa rất là lớn, tức là hàng rào rồi chó rồi này kia các nọ bốn phía rồi đầy đủ hết trơn, rồi không quan hệ, không có giao tế với ai hết, giàu mà, tức là đóng cửa suốt ngày suốt đêm. Thế thì ở chung quanh đó là cái xóm lao động người nghèo, thì con họ đi cầu cái họ túm bọc ni lông họ dục vô, mà tự nhiên họ dục thôi, người ta cũng không nói gì hết. Ê, bà vợ của cái ông nhà giàu đó, sáng ra ông thấy một bịch ở sân rồi bà chửi qua trời qua đất, bà chửi thôi tàu chở hỏng hỏng hết nữa, mai họ dục vô hai bịch. Bà chửi hơn ngày hôm qua nữa, bữa sau bà dục vô bốn bịch, bà chửi nữa dục vô tám bịch, bà chửi nữa dục vô 16 bịch, cứ tăng thôi chứ không có giảm. Cuối cùng hết, thế là dọn nhà đi, bán nhà đi. Vậy đâu có hạnh phúc gì đâu, đâu có sung sướng gì đâu. Tức là giàu ở chung với người nghèo, tức là sợ người nghèo chia sẻ cái kinh tế tài sản của mình, họ không muốn mất cái đó. Vì bởi vì trước đây họ bố thí mà không khuyên ai bố thí hết, cho nên cái quả đời sau họ được giàu mà ở chung quanh với họ là toàn là người nghèo không. Rồi bây giờ cái trường hợp thứ hai, tức là mình không bố thí mà khuyên người khác bố thí, thì cái quả đời sau đó mình trở lên được làm người mình nghèo mà ở chung với người giàu, chung quanh mình ai cũng giàu hết, có mình nghèo cũng khổ. Trường hợp thứ ba là mình không bố thí mà không khuyên người khác bố thí, cho nên đời sau mình nghèo trở lên, ở chung chung quanh mình ai cũng nghèo hết, cái này cũng khổ dữ dằn. Đau bệnh mượn không được ai đồng bạc nào, cái tức mình cái xóm gì mượn không được 50 ngàn, đến ta nghèo trơn mượn gì. Họ cũng nghèo, mình cũng nghèo, cho nên mình tức mình mượn không được tiền. Còn cái trường hợp cuối cùng nữa là mình bố thí mà khuyên người khác bố thí, cho nên cái quả đời sau đó là mình được giàu, ở chung trong xóm đó ai cũng giàu hết, mình không cần tiền mà họ đem tiền là họ đưa cho mình. Ở đời nó ngộ lắm quý vị, cái đó thiệt là ngộ. Mình không cần tiền nhưng mà họ đưa, họ biểu xài đi mà mình đâu có cần. Còn cái người cần hỏi tiền để mà đi chạy chữa bệnh hoạn cho chồng cho con, thế mà mượn nát nước không ai cho hết. Mà cái người không cần tiền mà người ta mang tiền đến, người ta gửi, người ta đưa. Bởi vì sao? Cái nhân thì cái quả, tức là mình bố thí khuyên người khác bố thí, đời sau chúng ta trở lên làm người được giàu có, ở chung với những người đó đều giàu có hết. Cho nên là tiền dư mà người ta cũng mang đến, người ta đưa cho mình, mình dư xài mà họ cũng đưa. Như vậy là cái hạnh bố thí và cái phương pháp bố thí Phật dạy rõ ràng. Cho nên tôi nói quý vị, bây giờ chúng ta có ăn có mặc thì chúng ta nên chia sẻ với những người khó khăn. Đây là cái pháp tu mà người biết bố thí, làm việc bố thí, tu hạnh bố thí là diệt trừ lòng tham. Thì quý vị tu được cái này, cái pháp này là quý vị thấy có hạnh phúc liền. Thế thì tôi nói thế này quý vị, ở ngoài tôi có hai cái bếp ăn tình thương, ở bệnh viện Bà Rịa một bếp, ở bệnh viện Lê Lợi một bếp. Mà cái bệnh viện Bà Rịa đó là cái bệnh viện mà tiếp nhận cái bệnh nhân ở vùng sâu vùng xa nhiều hơn, cho nên cái phần ăn của bệnh viện Bà Rịa hiện nay
lên tới 300 phần ăn. Chứ mỗi một lần như vậy là 300 phần ăn. Còn ở Vũng Tàu thì khoảng 106-107 thôi, nhưng mà ở Bà Rịa thì đông lắm. Thế thì hai vợ chồng này tiểu thương, tức là mua bán nhỏ thôi, ở chợ Long Hải. Thì nếu mà so với những cái cửa hàng khác đó thì hai vợ chồng cũng không bằng ai hết. Nếu mà so đó, không bằng ai hết. Nhưng mà hai vợ chồng ủng hộ cho cái bếp ăn tình thương đó mỗi tháng là 200 kg gạo và 200.000 đồng. Điều trân từ hồi mà chúng tôi lập cái bếp ăn tình thương đó đến bây giờ là 5 năm, tức là đệ ngũ chu niên. Sau lễ Du Lan là chúng tôi làm lễ đệ ngũ chu niên rồi đó, là hai vợ chồng vẫn đều đặn như thường. Mà họ cũng đâu có nghèo đâu. Họ trước ra cái phần lợi nhuận của gia đình, họ giúp cho cái bếp ăn tình thương này hàng tháng như vậy đó, mà vợ chồng vẫn thấy vui vẻ. Thì hôm làm lễ, Ủy ban Nhân dân tỉnh mới tặng cho cái bằng khen. Thì hai vợ chồng tức là có một cái công tác giúp đỡ cho cái bếp ăn thời gian 5 năm như vậy, Ủy ban tỉnh có cái bằng khen. Thì ban tổ chức chúng tôi mới cho hai vợ chồng nó lên phát biểu, tức là cảm tưởng trong cái buổi lễ đệ ngũ chu niên đó. Thì cái bà vợ bà mới xô ông chồng xô bà vợ, hai người xô qua xô lại. Mà tôi thì không cho viết giấy, bởi vì viết giấy là mình viết cho họ đọc thì đâu có ý nghĩa gì đâu, giống như là cái rập mình rập khuôn thôi. Tức là ý chúng tôi muốn để cho vợ chồng họ bày tỏ một cái tình cảm khi họ làm việc đó, đối với cái công tác từ thiện này họ có cái gì vui không, họ có trăn trở gì không. Thì cuối cùng ông chồng ổng xô bà vợ lên micro, bà vợ mới nói thế này, chân thành lắm: thưa quý đại biểu, thưa quý thầy cô, hôm nay là cái ngày lễ chu niên lần thứ 5 bếp ăn tình thương mà gia đình con rất là sung sướng, rất là hãnh diện khi vợ chồng con phát nguyện làm việc này, con phát nguyện làm tới chết. Làm tới chết. Thế thì không nghe ai vỗ tay hết quý vị. Ngộ không? Không nghe một người nào vỗ tay hết, bởi vì người ta cảm động quá, xúc động quá, quên vỗ tay. Tôi phải đứng lên tôi nhắc cho tràng pháo tay đi, thì bây giờ họ mới vỗ, còn lúc đó họ làm thinh. Tôi nói sao tự nhiên không ai vỗ tay hết. Thì cả hội trường họ nói rằng thấy tội nghiệp quá. Nghe cái bà vợ bà nói, tức là vợ chồng con rất là sung sướng khi làm được cái việc từ thiện đó, và vợ chồng con nguyện sẽ làm suốt đời. Họ xúc động quá. Thưa quý vị, đâu có nhiều đâu. Người ta chỉ cần một tiệc nhậu ở trong nhà hàng, ở khách sạn lên tới 30 triệu, 20 triệu mà người ta không dám bỏ ra 5 kg gạo để giúp cho bếp ăn tình thương do cho bệnh nhân nghèo, họ không dám làm. Mà hai vợ chồng tiểu thương, tức là không bằng ai ở chợ Long Hải hết, mà làm cái việc đó suốt 5 năm nay. Tôi nói cái quan trọng, tức là thời gian suốt 5 năm không bỏ một tháng nào. Tôi ở nhà chùa tôi làm, có lúc tôi quên, quý thầy họ phải nhắc. Tôi đóng góp trong cái bếp ăn đó hàng tháng bao nhiêu, nhưng mà có lúc tôi quên, 2-3 tháng tôi không đóng, rồi quý thầy họ nhắc, tức là tôi quên. Nhưng mà hai vợ chồng tiểu thương không bao giờ quên. Quý là quý ở cái chỗ đó. Cho nên trong đạo Phật chúng ta, Đức Phật nói khi mình phát Bồ Đề Tâm, khi mình phát Bồ Đề Tâm thì đừng nói nam, đừng nói nữ, đừng nói ngạ quỷ, đừng nói súc sinh, đừng nói giàu, đừng nói nghèo gì hết. Tức là vô biên, vô tận, vô số. Khi chúng ta phát Bồ Đề Tâm, long nữ 8 tuổi mà Đức Phật thọ ký cho long nữ thành Phật. Long nữ là súc sanh, nữ mà súc sanh, con của long, long dương. Thì bây giờ trong pháp hội có các vị Bồ Tát thắc mắc lắm: bạch Đức Thế Tôn, người nữ có 5 chướng, thì tại sao hôm nay con nghe Đức Thế Tôn thọ ký cho long nữ 8 tuổi được thành Phật? Đức Thế Tôn hỏi các vị Bồ Tát đó, ngài vô tận ý cõi sâu chuỗi ngọc cúng dường cho Đức
Phật Đa Bảo và Đức Phật Bổn Sư Thích Ca. Thế thì hai vị Phật này mà thọ nhận cái sâu chuỗi ngọc của Vô Tận Ý Bồ Tát, thời gian đó lâu hay mau? Các vị Bồ Tát nó thưa Thế Tôn rất nhanh. Thì Đức Phật nói rằng Long Nữ phát Bồ Đề Tâm thì sự thành Phật của Long Nữ cũng nhanh như cái thời gian mà Vô Tận Ý cởi sâu chuỗi ngọc cúng dường cho hai vị Phật trong tháp Đa Bảo phát Bồ Đề Tâm. Vì vậy cho nên cuộc sống của chúng ta, chúng tôi nhắc lại, tức là giảm bớt những cái tánh hư tật xấu của con người mình, nó ấp ủ ở trong tâm của mình từ vô thủy kiếp cho đến bây giờ. Mình bớt đi, giảm nhẹ bớt đi, thì đời sống của chúng ta đương nhiên có hạnh phúc, là chân hạnh phúc. Ta không để lại cho mọi người một cái vết hận thù khi ta nhắm mắt. Ta không để lại cho mọi người một cái khuyết điểm thì khi ta nhắm mắt ta mới thấy an lạc, ta mới có hạnh phúc. Bây giờ tôi nói sang cái chết. Có một số người họ quan điểm thế này: chết là hết, không nhân không quả, không báo ứng, không đời sau, tức là như cái ống tre vậy, chết rồi là hết. Thế thì một số người họ quan niệm rằng con người có cái linh hồn, sau khi chết cái linh hồn con người vẫn còn là con người, tức là hai cái quan niệm đó. Tôi tin chắc rằng trong cái chúng hội hôm nay, tức là cũng có người không suy nghĩ cái này thì suy nghĩ cái khác, phải có. Cho nên người ta nghĩ rằng ông bà cha mẹ chết rồi còn cái linh hồn, tức là còn là con người, cho nên người ta đốt vàng mã, đốt xe, đốt nhà lầu, đốt tôi tớ, tức là đốt quần, đốt áo, đốt tất cả đủ thứ hết. Bây giờ người ta đốt xe du lịch mà người ta phải đốt cái bằng lái xuống đó nữa quý vị. Chết rồi xuống đó giao thông họ không cho chạy. Tức là có bằng lái. Tức là mua cái chiếc xe bốn bánh đó rồi, đem về đốt rồi, phải kèm theo có cái bằng lái nó về đốt luôn. Bởi vì người ta nghĩ rằng là người chết còn linh hồn là con người, cho nên xuống dưới đó người ta vẫn chạy xe, người ta vẫn ăn, người ta vẫn ở nhà lầu này kia khác, nó đủ thứ hết, cho nên ta mới đốt vàng mã. Cái suy nghĩ đó người ta mới đốt. Thì hai cái quan niệm đó hoàn toàn không đúng với giáo lý của nhà Phật, mà ngộ nhận thế thôi. Đó là ngộ nhận. Thế thì Đức Phật dạy thế này: chết có nghĩa là chấm dứt cuộc sống cũ, nối tiếp cuộc sống mới. Ở cuộc sống mới có hai điều kiện xảy ra: một là an vui, hai là tốt đẹp. Thì bây giờ mình ở cái căn phòng xấu, mình bỏ cái căn phòng đó, mình qua cái căn phòng nhà khác mình ở, đó là sống chết. Cái thân cũ kỹ này chúng ta bỏ. Khi Đức Phật vào Niết Bàn thì Tôn giả A Nan là cái người đau khổ nhất. Thôi ngày khóc, ngày la, ngày lết, thôi bu lu ba lo. Rồi mấy bà chúng ưu bà di nó cũng bắt trước ngài, bây giờ thấy ngài khóc đó mà, cho nên mấy bà cũng ráp nhau khóc quá trời quá đất, cho đến nỗi ôm cái chân của Phật mà khóc nước mắt rớt trúng cái chân của Phật. Nó thậm tệ tới như vậy đó, khóc tới cỡ đó đó. Thế thì Đức Thế Tôn mới nói với A Nan thế này: đôi dép nó đứt, bỏ thì ta bỏ chứ gì tiếc. Cái cổ xe nó mục thì không sử dụng được thì ta bỏ có gì đâu tiếc. Thì bây giờ ông có tiếc mấy cái đó không? Đôi dép đứt ông có tiếc không? Cái chiếc xe nó cũ kỹ, nó hư, nó mục, bỏ ông có tiếc không? A Nan nói không. A Nan trả lời phải không? Thế thì thân của Như Lai cũng như vậy. Thân của Như Lai cũng như vậy. Nó là cổ xe cũ kỹ, nó là đôi dép đứt, cần bỏ là bỏ, không có gì được lại khóc. Như vậy để chúng ta thấy rằng
cái sự sống chết của con người đó là thay đổi cuộc sống. Nhưng quý vị muốn đến cái nhà sau này quý vị đến mà sang trọng đó, là quý vị phải chuẩn bị, quý vị mới được đến cái nhà sang trọng. Còn nếu như quý vị không chuẩn bị thì quý vị sang cái nhà khác tồi tệ hơn, xấu, xấu xa hơn. Cái đó là cái lý đương nhiên. Bây giờ ta có tiền, ta chuẩn bị, ta làm cái nhà mới, ta bỏ cái nhà cũ, ta qua cái nhà mới này ta ở, thì bởi vì ta có tiền, ta làm cái nhà này nó khang trang hơn, nó sạch sẽ hơn, trang trí nội thất nó hiện đại hơn. Còn ta không có tiền, bây giờ cái nhà này nó hư, ta đến cái nhà khác ta ở tồi tệ hơn, xấu xa hơn. Thế thì chúng ta làm việc lành, chúng ta làm việc thiện, chúng ta làm việc tốt, chúng ta làm việc phải, thì tương lai của chúng ta đến cái ngôi nhà mà ta đến sau này đã tốt đẹp hơn, trang trọng hơn, sạch sẽ hơn. Nếu ta làm điều ác, ta gây điều bất thiện, ta làm khổ cho mọi người, thì khi ta chết rồi, ta đến cái nhà trong tương lai, cái nhà đó tồi tệ, cái nhà đó xấu xa, mà nhà Phật gọi là địa ngục, gọi là địa ngục. Thế thì bây giờ tôi nói sang cái địa ngục một chút đây, quý vị thông cảm. Cái năm đó tôi giảng ở trên Đà Lạt thì cũng đang cái buổi giảng như thế này, thính giả cũng phải là 500-600 người. Ông đạo hữu đó, ông đứng dậy, ông hỏi tôi, ông nói: thưa thầy, tôi đọc trong kinh Phật thì tôi thấy là Phật nói địa ngục, nhưng mà tôi không biết địa ngục ở đâu, nhờ thầy chỉ cho tôi. Thưa quý vị, tôi bí đó. Hỏi vậy cái tôi bí đó. Ông hỏi kinh Lăng Nghiêm tôi chưa chắc bí, không, ông hỏi kinh Bát Nhã tôi chưa chắc bí, nhưng mà hỏi địa ngục ở đâu, thế là tôi bí. Mồ hôi bắt đầu nó xuống cái lưng tôi, nghe đọp đọp đọp, nó tới đầu tôi biết đó, bí rồi, trả lời không được. Thế thì bây giờ mình không trả lời đó, thì cả cái chúng hội này họ nghi là ông pháp sư này bí, thì mất mặt giáo hội rồi. Giáo hội cử mình đến đó là đinh ninh, mình đến đó là đại Phật tuyên dương, thay mặt cho giáo hội để truyền bá chánh pháp của Phật, mà xuống đó ta hỏi cầu được cái bi. Thế là bây giờ tôi mới nói ông đạo hữu đó: thôi đạo hữu ngồi xuống đi, bình tĩnh để tôi trả lời. Tôi mới nói địa ngục ở nhà đạo hữu chứ ở đâu. Quý vị biết ông đạo hữu đó cái thái độ ông sao? Ông chè cái môi ra bắt cái cầu Sài Gòn được. Ông không hài lòng. Tôi chỉ ở nhà ông, cái ông không hài lòng. Tôi nói tôi biết, tôi nói vậy đạo hữu không có hài lòng đâu, nhưng mà tôi không biết tôi trả lời sao hết. Bây giờ tôi đang lúng túng, tôi biết trả lời sao. Thôi thì bây giờ đạo hữu bình tĩnh để tôi giải thích. Có khi nào ở trong gia đình mình, con cháu mình nó làm cái chuyện sai quấy, mình bực mình mới nói với con cháu mình: chúng bay là đồ chúa ngục, có không? Có. Thế thì nhà mình là địa ngục, cho nên mình chứa chúa ngục ở trong nhà mình đâu phải rồi, đâu có quan ưng gì nữa. Rồi mấy bà rủa con rủa cháu: chúng bay là đồ quỷ sứ. Thế thì nhà mình là địa ngục, cho nên mình chứa quỷ sứ đâu phải đó. Địa ngục ở tại nhà chúng ta. Bởi vì tôi nghĩ thế này quý vị, tôi chỉ địa ngục ở dưới đất thì học trò lớp 6, lớp 5, lớp 6 nó phản đối tôi rồi. Nó nói: thưa thầy pháp sư, thầy nói vậy không đúng đâu. Ở trong lòng địa cầu này lửa không, không có địa ngục ở trong. Thế thì tôi mới trả lời sao? Học trò nó nói tôi vậy, tôi trả lời sao? Mà tôi chỉ ở chỗ nào? Thường thường xưa nay người ta cứ nghĩ là địa ngục ở dưới đất, nhưng mà không có ở dưới đất. Bây giờ tôi mới chỉ cái chỗ này để quý vị. Trong kinh Di Ma Cật, Đức Phật nói địa ngục như thế này: địa ngục không phải ở ngoài đồng quan, địa ngục không phải ở dưới lòng đất, địa ngục không phải ở trên không, địa ngục không phải ở trong hang sâu, địa ngục không phải ở dưới đáy biển, mà ở đâu cũng có địa ngục. Đó là chính xác nhất. Chính xác nhất.
ở đâu cũng có địa ngục. Thế thì ở trong tâm của chúng ta mà hoan hỷ, vui vẻ, tỉnh táo thì không có địa ngục. Còn trong tâm của mình cáu có, giận hờn, sân si, bực bội là có địa ngục. Ai nói cái đó? Cụ Nguyễn Du nói: cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cái nhà của chúng ta là cái mái ấm gia đình, nhưng mà hôm nọ chúng ta bực mình cái chuyện gì đó không phải vợ con mình làm, không phải, mà cái gì đó ở ngoài đường, ở cơ quan, ở đâu đó. Mình về nhà mình thấy giày dép con mình nó để không có ngăn nắp như mọi khi, xe thì nó để đầu này chiếc, đầu kia chiếc, đại khái vậy. Tức là mình giận lên, mình mới nói với con với vợ mình ra: tao về tới cái nhà này tao thấy y như là địa ngục. Thế cái nhà đâu phải là địa ngục, mà cái tâm của chúng ta là địa ngục chứ không phải cái nhà là địa ngục. Còn hôm nào cái tâm mình thấy vui vẻ, tỉnh táo, đường hoàng, mình về mình quét nhà, lau gạch phụ với vợ con, rồi coi cái nhà này là cái mái ấm gia đình dễ thương lắm, chứ không có phải là địa ngục. Mà hôm nào cái tâm của mình nó cáu có lên, nó hận thù lên, nó sao đó rồi là chúng ta thấy cái nhà này nó y như địa ngục. Địa ngục của tự tâm, địa ngục của tự tâm. Vì vậy cho nên cái sự sống của chúng ta, sống chết của chúng ta, Đức Phật nói thế này: không phải còn cũng không phải mất. Bởi vì người ta quan niệm rằng cát bụi trở về với cát bụi, chết rồi là hết. Bởi vì người ta thấy rằng cái mặt sinh lý là con người chết rồi, đem thiêu, đem chôn, mất hẳn rồi. Họ thấy được nhiều đó thôi, chứ họ không thấy khác nữa. Còn một cái quan niệm khác nữa là còn, mà con người còn là con người. Tức là hai cái ngộ nhận này là không đúng với Phật Pháp. Cho nên với Đức Phật mới nói là không phải còn mà không phải mất. Tức là còn sao được con? Bây giờ cái người thân của mình chết rồi đó, là quý vị thấy còn không? Không có. Nhưng mà Đức Phật nó không phải mất. Tức là cái thân ngũ uẩn này do duyên hợp đất nước gió lửa tạo thành, thì nó theo cái định luật vô thường là tất cả các pháp hữu vi đều nằm ở trong tam pháp ấn vô thường, khổ không vô ngã. Chứ nếu mà còn nó thì giáo lý nhà Phật sai sao? Phải mất chứ. Nhưng mà mất đi cái phần thân xác, tức là về cái phần sinh lý, còn cái phần tâm lý còn. Như vậy đạo Phật nói với chúng ta rằng cái nghiệp của chúng ta làm còn. Cho nên cái tâm thức, cái thần thức bây giờ nó sẽ tùy nghiệp mà thọ báo, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc địa ngục, hoặc ngạ quỷ, hoặc súc sinh, tùy theo cái nghiệp của chúng ta tạo. Nó còn là còn cái nghiệp với cái phần tâm thức, chứ còn thân xác tứ đại này là không, không còn. Bây giờ chúng ta làm người, nhưng mà việc làm chúng ta không phải là người, gọi là hạ đẳng. Đâu quý vị suy nghĩ thử coi. Con người nhưng mà việc làm của chúng ta trộm cắp, tức là hạ đẳng. Tham lam, say sưa nghiện ngập, nói dối, sát sanh, tà dâm, việc làm đó gọi là hạ đẳng, thì nhất định ta không được làm người ở trong tương lai. Nhất định ta không được làm người trong tương lai. Cho nên ai hỏi chúng ta: ông từ đâu đến đây? Mình trả lời được. Và mai mốt chết rồi ông đi về đâu? Mình trả lời được. Bây giờ chúng ta là làm người, ai hỏi chúng ta từ đâu đến, chúng ta nói rằng: trước đây tôi làm người, tôi thọ tam quy, tôi giữ gìn năm giới trang nghiêm, cẩn thận, chu đáo. Bây giờ tôi được làm người, đó là cái nhân, bây giờ là cái quả.
dễ dàng chứ có gì đâu. Bây giờ tôi làm người mà tôi tạo cái nhân làm người thì nhất định ngày sau tôi được làm người. Bây giờ tôi làm người, tôi tạo cái nhân làm trời, tôi tu thập thiện thì nhất định tương lai tôi sẽ làm chư thiên. Đâu có cái gì đâu mà nó trả lời không được. Thế thì dục muốn biết đời trước của mình thì hãy coi cái quả hiện tại. Muốn biết đời sau của mình, hãy coi cái nhân hiện tại chúng ta biết. Không cần hỏi ai hết. Dục tri tiền thế nhân, kim sanh tác giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh thọ giả thị. Tức là muốn biết đời trước chúng ta là ai thì chúng ta coi cái quả hiện tại chúng ta biết được cái nhân đời trước chúng ta là cái gì. Thế thì ai hỏi quý vị đời trước quý vị là cái gì thì quý vị trả lời rằng tôi là con người ở trước đây. Tôi tu nhân thừa của đạo Phật, giữ giới, năm giới, quy y tam bảo, cho nên bây giờ tôi được làm người, đó là quả. Và hiện tại tôi là Phật tử, tôi giữ ngũ giới, tôi quy y tam bảo thì nhất định tương lai tôi sẽ được làm người. Nhưng mà còn người giàu, người nghèo, còn người mập, người ốm, người trắng, người đen nó còn khác nữa, còn những cái duyên khác nữa. Nhưng mà cái nhân đó là làm người. Còn bây giờ quý vị làm người mà quý vị tạo cái nhân tham lam thì chắc chắn quý vị đọa trong ngạ quỷ rồi. Không cần ai dẫn quý vị hết. Không cần ai dẫn quý vị đi đầu thai đầu vị trần mà tạo cái nhân tham lam thì cái quả làm ngạ quỷ. Thầy kể cái chuyện đó liên quan đến cái chuyện niệm niệm Phật. Cái chú này là ở Vĩnh Long, huyện Long Hồ. Chú có gia đình, mà nhà cha mẹ chú, bố thì chết sớm, mẹ thì nghèo, cho nên khi lấy vợ đó thì ở quê bà ngoại vợ, chứ không ở nhà mẹ chú. Thì cái nghề của chú làm ăn là lái xe đi chở trái cây từ Vĩnh Long ra ngoài cửa khẩu Tân Thanh ở ngoài Việt Nam bán cho Trung Quốc. Thì một chuyến xe như vậy thì đi cũng khoảng 10 ngày. Nếu mùa mưa thì trễ hơn cũng khoảng 14-15 ngày, thường xuyên vắng nhà. Thì vợ chú ở nhà với người cậu ruột, tức là em của bà ngoại đó, tức là tư tình với nhau rồi người vợ đó mang bầu. Thì bây giờ bà ngoại vợ chú giết cậu vợ của chú, âm mưu. Nếu cái chuyện này đổ bể ra thì xấu hổ lắm. Cậu cháu mà ở thì ở nhà bà ngoại vợ, cho nên họ mới âm mưu họ giết chú bằng cách là gia đình bà ngoại vợ có cái đám giỗ, rồi người ta mới gài cho chú uống rượu cho thiệt say. Thanh niên mà ép nó uống nó say xong họ khiêng vô trong phòng hồng đệ đó, khách khứa về hết tối lại rồi, người thì bóp cổ, người thì đè tay đè chân, chú chết đi. Khi mà chú chết rồi đó thì mới cho mẹ ruột chú hai và chị ruột chú thì ở Phú Lâm, cho nên hai người này đến. Thì bà ngoại vợ chú mới ôm mẹ ruột chú khóc. Họ đóng kịch nè, tha thiết lắm. Nó bị khung xù, rồi cạo gió, cái cần cổ nó có bầm, rồi cạo gió rồi nó chết. Cái người vợ đó thì giữ người chị ruột của chú khóc. Hai ba bốn người ráp nhau khóc. Thì ai cũng nghĩ rằng cái chuyện đó, cái chuyện xui xẻo. Nó còn trẻ mà nó bị phong xù rồi, gia đình nó ráp cạo gió rồi nó chết, người ta không nghĩ đến cái chuyện khác. Xong rồi thì chôn cất. Thì chôn chú xong rồi, họ xuống với tri tôn, họ mới mướn mấy cái ông thành miên đó lên êm. Bởi vì họ làm cái việc đó nó thất đức.
làm cái việc tàn ác, có một cái âm mưu đen tối, cho nên họ sợ cái người đó họ về họ báo quan. Bởi vì làm cái việc gì mà nó trái với lương tâm của mình là mình không có ăn được. Thế thì mấy người miền đó họ là nó êm. Thì sau khi mà vợ chú sanh cái đứa con đó lên tới được mười mấy tuổi thì chú mấy hôm chú nói chú thấy tối hết, chú không thấy ánh sáng là gì hết. Chung quanh chú là một cảnh đen tối mờ mịt, chú không thấy đâu là đâu hết. Thì bỗng nhiên hôm đó chú nghe có tiếng niệm Phật xa lắm, Nam Mô A Di Đà Phật. Chú mừng quá, chú nghĩ rằng là bây giờ có ai đó họ gần mình nghe cái tiếng niệm Phật mà họ nhỏ lớn là chú chưa biết niệm Phật là gì, chú niệm theo. Bây giờ chú nghĩ là có cái người gần chú đó nhưng mà cái tiếng thì xa, là chú niệm theo. Thì khi chú niệm theo cái tiếng niệm Phật đó thì cái tiếng niệm Phật đó gần lại một chút mà hai người niệm. Chú thấy như vậy là kết quả chú tiếp tục chú niệm thì cái tiếng niệm Phật đó gần lại một chút nữa, bốn người niệm. Thì chú niệm tiếp tục nữa cái tiếng niệm Phật đó gần một chút nữa thì 9-10 người niệm. Thì chú tiếp tục chú niệm thì nhiều người niệm là chú thấy sáng. À, bây giờ cái tiếng niệm Phật nó gần thì chú thấy là ánh sáng hoàn toàn, nó không còn tối như trước đây nữa. Chú về chú mới nhập vô một cái bà già ở gần nhà mẹ ruột chú. Cái bà này là ăn chay trường, tuổi lớn hơn mẹ chú mấy tuổi. À, nhập cái bà già đó thì chú mới dẫn cái bà già chú nhập đó về đến nhà bà ngoại vợ, thì chú thấy cái đứa con của chú, vợ chú mang bầu đó, đẻ ra đó, là nó giống cậu vợ chú như đúc. Chú giận quá. Trong tâm của chú là chú sẽ dẫn cái người đàn bà này ra ngoài đường cái chú xe, xô vô xe nó cán chết. Trong tâm chú nghĩ như vậy. Chú cho là cái người đàn bà nó lăn loàn, mất nết, đáng chết. Nhưng chú suy nghĩ như vậy mình mới niệm Phật, mình biết niệm Phật, mà sao giờ mình xô người nữa rồi vô xe cán chết, làm như vậy là bất nhân bất nghĩa. Rồi chú dừng lại, chú dừng lại cái tư tưởng đó, chú dừng lại. Sau đó chú mới bắt xe chú lên Sài Gòn, ghé cái nhà bà chị ruột ở Phú Lâm. Chú kể hết tất cả mọi việc cái chết của chú cho bà chị nghe. Chú mới nói bây giờ chị cho người về Vĩnh Long rước mẹ lên. Rước mẹ lên. À, cái người chị mới sai cái đứa con gái lớn đó, bao xe về với về Vĩnh Long rước bà mẹ lên. Thì bây giờ đó là bà mẹ có mặt nhà của người chị. Và cái bà già mà chú nhập vô đó là ba người. Chú mới nói bao xe ra Vũng Tàu. À, bà chị hỏi ra Vũng Tàu làm gì? Con gặp sư phụ con. Con kể chuyện này cho sư phụ nghe. À, bà chị mới bao chiếc xe taxi 4 chỗ từ Phú Lâm ra chùa Hội Phước gặp thầy. À, chú mới kể lý do sao chú chết. Chú chết rồi người ta ếm đối chú làm sao. Rồi chú nghe cái niệm niệm Phật đó là sáng lên chú. Về nhà chú nhập vô cái xác cái bà là bà già này. Chú lên Sài Gòn. Chú diễn tả từng giai đoạn vậy. Cái thầy mới nói thôi được. Như vậy là thầy trò mình có duyên. Chú này ở Vĩnh Long, chú chết này là mười mấy năm. Bởi vì cái quan ức của chú, cái âm mưu của
gia đình bà ngoại vợ chú. Bây giờ chú biết niệm Phật, chú gặp thầy, bây giờ thầy trò chú có cái yêu cầu gì thầy giúp đỡ. Chú mới nói: sư phụ quy y cho con làm đệ tử sư phụ. Nó được, làm thầy thì khó, cho đệ tử thì dễ. Thôi lên chánh điện đi. Mấy bà con nó lên chánh điện, thầy y áo, thầy lên, thầy niệm hương. Xong thầy truyền ba pháp tam quy, thầy đặt pháp danh là Minh Trí. Rồi xuống lại thầy ba lại: sư phụ ơi, nhà cái xác này, cái bà mà chú nhập nó nghèo lắm. Chú ra giấu là nhà mà trời nắng mà thấy mặt trời lỗ lỗ thì nhà. Sư phụ nói chị con cho tiền cho cái xác cái bà mà chú nhập đó, sửa cái nhà lại cho nhà nó nghèo lắm. Thầy mới hỏi mẹ ruột của chú có đúng như vậy không? Cái bà già này ở dưới quê nghèo đúng không? Mẹ chú mới nói ở cách nhà con khoảng 500 mét mà nghèo lắm. Ở có một mình à, nhà đó nó lủng lỗ là trời mưa nó dột hết. Chú xin tiền của chị chú đó cho bà già đó sửa cái nhà. Rồi bà chị hứa nhưng lại cho tiền cho bà già đó sửa nhà. Rồi xong rồi mấy thì bà con họ về. Đúng một năm sau, câu chuyện đúng một năm, thì hôm đó chùa thầy có cái lễ cầu siêu nữa. Thầy lên chánh điện thầy thay kinh, thầy tụng kinh. Thì khi xuống đó thấy mấy người này họ ngồi đắp ló ở dưới nhà giảng đó. Thầy dồn thầy thấy cũng mấy người này, tức là mẹ ruột chú, cái bà già đó là chị ruột chú với con gái của chị ruột chú, bốn người ngồi đây. Thầy hỏi có chuyện gì? Minh Trí mới nói: sư phụ ơi, có một chuyện rắc rối lắm, bây giờ nhờ sư phụ giải quyết giùm. Chú hỏi chuyện gì? Chú mới kể rằng con nói trước đây một năm cái thằng con đó không phải là con của con, không phải giọt máu của con, mà nó lấy cậu vợ nó đẻ. Thì con đã nói rồi, vậy mà năm nay đó là ngày mai chị con đi dự cái tiệc liên quan, cái thằng đó cái công ty của nó của Nhật Bổn, cho nó đi Nhật Bổn học 6 tháng nâng tay nghề, chị con đi dự cái lễ đó. Sư phụ thấy rằng như vậy có đúng không? Nó không phải là con của con mà dính líu gì dòng họ này mà chị con phải đi dự cái liên quan đó. Minh Trí nói vậy đó. Thì bà chị bà nói: thì chuyện thế gian nó đẻ, nó khai là dòng họ của mình. Thì bây giờ con là cô ruột của nó, rồi nó khai dòng họ của mình, thì mình đi dự cái lễ đó bình thường. Nhưng mà nó không chịu, Minh Trí nó không chịu. Thầy mới nói: năm ngoái cũng tại chùa này, Minh Trí nói rằng cái đứa con đó là nó lấy cậu ruột của nó, chứ không phải là giọt máu của Minh Trí. Thì tại sao năm nay đó thì có cái chuyện là đi dự cái tiệc liên quan nó làm gì? Minh Trí nó không cho. Thầy mới hỏi: thôi thì bây giờ theo ý của con đó, Minh Trí đó, thì cái việc này con xử lý sao? Chứ sư phụ này, cái chuyện thế gian sư phụ không có thích xen vô cái chuyện đó. Chuyện Phật pháp, cho chuyện cái chuyện của gia đình con thì con tự giải quyết được, chứ mắc gì mà đòi hỏi sư phụ. Minh Trí mới nói: đâu có chuyện gì, bây giờ chị gọi điện thoại cho cái thằng nhỏ đó, cái thằng mà mai nó mời đi dự liên quan này, nó đi Nhật Bổn đó, nói rằng bà nội là đau nặng đi cấp cứu, cô không có giữ được, cứ nói vậy đi. Thì thôi thì gia đình con xử lý đi, mắc gì sư phụ mà phải kéo xuống đây nói chuyện này. Thế thì ngồi tại chùa thầy, bà chị bà mới mở điện thoại, bà gọi cho cái thằng mà mời cái tiệc liên quan đó, nói theo ý của Minh Trí là bà nội đau nặng, đưa bà đi cấp cứu, cô không thể đến dự tiệc liên quan của cháu được,
mong chớ thông cảm. Rồi thôi ra xe về. Vậy đó. Thì như vậy quý vị thấy chết rồi còn hay mất? Còn đã chơi đâu mất đâu. Như vậy từ lúc mà câu chuyện đó cho đến bây giờ là 20 năm. Cái thằng con của vợ chú Minh Trí đó bây giờ là 20 tuổi, làm cái công ty của Nhật. Rồi Nhật nó mới cử cái người đi để học nâng tay nghề. Thằng nhỏ được đi 6 tháng, mời bà cô nó dự tiệc mà Minh Trí không chọn. Nhưng mà cái đặc biệt là Minh Trí không có giận hờn gì hết, không có sân si gì hết, chỉ mong muốn rằng là không có dính líu gì cái chuyện đó, không phải là dòng họ của mình thì không nên giữ, có vậy thôi. Để Minh Trí không có giận hờn, bởi vì lúc đầu Minh Trí nghĩ rằng vợ của Minh Trí là người đàn bà lăng loàn, mất nết, tính dẫn ra ngoài lộ xô cho xe cán chết. Nhưng mà Minh Trí nghĩ rằng mình biết niệm Phật, mình mới niệm Phật mà mình làm cái chuyện ác đó không nên, là dừng cái tư tưởng đó lại. Như vậy cái đó là cái việc tốt. Đó là cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai là ở nhà bè. Cái gia đình này có 4 người con gái. Bà bán một cái phần đất cho Đài Loan. Bà chia cho 4 cô gái đó số tiền bằng nhau. Tức là mỗi người là 50.000 đô. Tiền Việt Nam là 1 tỷ. Thì bà chị thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm là mỗi người là cái tiền bằng nhau. Thế thì cái người con gái thứ tư đó